Tại vì anh thôi. Gì chứ? Một con mèo nữa hả? Tại sao đều là sát lục mà đạo sĩ, nhưng bên cạnh mình không có con mèo nào hết. Anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Công nhận lúc anh Gray đánh thì da nhìn ngầu quá trời luôn. Đúng vậy, công nhận cậu ta ngầu thiệt đó. Ai mượn cô khen hả? Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi, anh đứng trên lăng trống. Cứ nghĩ là em đỉnh và em real, kiếm được đại gia luôn đẹp trai và luôn giàu. Nhạc lên dần dần rồi cứ thế mà em feel. Chạy ở bên em quên âu lo và quên sầu. Bố anh không có cổ đông, số anh thì không có khổ đâu. Muốn làm quen anh hở cứ theo luật lệ là cho vợ mong. Ý kiến của em như thế nào, sao hai má em lại ửng đỏ. Em nhìn anh thì cũng rõ, anh không ngại ngùng tại những chỗ đông. Ây anh sẽ nắm tay em đi khắp nơi trên cả thế giới này, mặc kệ dòng người qua ta cứ sống khiêm nhường, chỉ xin một lần yêu sao cho xứng đáng một đời. Ngờ anh có kỳ vọng nhưng không giống vẻ hoa, nếu em có tờ giấy chắc anh viết lên vài lời ca. Quyền anh toàn là ghê đẹp uy tín, đó em là người chưa hề đẹp đẹp. Make it some pose in photo, yeah my bitch a model. Lắc lư nhún nhảy, cho anh cảm nhận đường cong. Nói anh hư đúng vậy, nhưng mà vẫn khiến em vừa lòng. Mặc cho bản thân đang bị thương, Hatsu vẫn không để cho người ấy của mình phải chịu bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Đôi nhìn tới xa xăm ta sánh vai có nhau, hai ta ngồi mơ hồ sẽ dính cái bầu hoa nhà ta cất tôi. Là một người tỉnh táo, tôi không mê tín, tôi mê anh. Anh ước mơ về nàng người con gái đáng yêu ngỡ ngàng, nàng ta như lá ngóc cánh vàng cần nâng niu trước khi lùi ta. Chúng ta chọn nhau, mà sao lại yêu?
Ngày hôm nay anh thấy em đẹp nhất khi em đi với anh lúc nào cũng tuyệt nhất. Là một người tỉnh táo, tôi không mê tín đồ mê anh. Một lần nữa không làm thật nữa lời yêu thương ngày xưa. Phải chăng ngày đó vẫn vẫn còn có thế xưa anh ở lại?